Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở khu phố 3, phường 9 của thành phố Mỹ Tho. Ở đây là có một căn biệt thự rất là to, rất là đẹp luôn đang bán, thì em quay cho anh chị xem nha. Đây nè, cái căn biệt thự mà hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị nè. Thì cái căn biệt thự của mình nó là nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 50 nha anh chị, mà có tới 3 mặt tiền đường luôn á. Cái đường này là đường quốc lộ 50 nè. Cái hướng này anh chị chạy xuống là xuống chợ gạo. Còn ở đây anh chị đi là đi ra ngoài chỗ mà quảng trường đó anh chị, quảng trường mà cái khu mà đang phát triển ở Mỹ Tho á. Và đi thẳng nữa là anh chị sẽ ra ngoài quốc lộ 1A. Thì xung quanh ở đây á, là em thấy rất là gần chợ, gần trường học nữa nè. Nói chung là cái vị trí thì đẹp rồi. Bây giờ em sẽ quay cái căn biệt thự cho anh chị xem nha. Này, cái căn biệt thự của mình là một mặt tiền quốc lộ 50 là ngang là 14,5 m nha anh chị. Thì tổng diện tích miếng đất là 410 m². Bây giờ em sẽ vô cái căn biệt thự cho anh chị xem nha. Đây là mặt tiền quốc lộ 50 nha anh chị. Nè. Em sẽ dẫn anh chị vô mình tham quan cái căn biệt thự nha. Wow. Đây. Đây là cái toàn cảnh nè anh chị. Ở ngoài trước là có một khoảng sân rất là rộng. Thì tổng diện tích của miếng đất là 410 m², bề ngang là 14,5 m á. Anh chị nhìn xem nè. Này. Ở đây mà mình gắn đèn nữa là nó đẹp luôn ha anh chị. Nè. Cái căn biệt thự này là diện tích nhà người ta xây là ngang là 10 m, dài là khoảng 13 m nha anh chị. Anh chị nhìn xem nè. Có căn thổ cư là thổ cư nguyên căn nhà hết luôn nha, mà còn dư ra nữa, anh chị mà muốn xây thêm thì cũng được nữa. Đây. Và nhìn rất là rộng luôn. Em sẽ đi vô cái căn nhà cho anh chị xem nha. Anh chị nhìn xem. Ở đây mới vô thì cái khu vực này sẽ là phòng khách nha anh chị. Em thấy là ở đây cửa đồ rất là thông thoáng luôn nè. Cái hệ thống đèn này là chủ nhà nói với em là mình chọn màu được nha anh chị. Hình như là có màu trắng với màu vàng á. Này, có một cái bảng bức tranh phong thủy mã đáo thành công luôn nè anh chị. Này, 7 con ngựa. Mã đáo thành công. Em sẽ bán thành công cái căn biệt thự này ha anh chị. Đây anh chị nhìn xem nè, rất là đẹp đó. Không, nói chung mà rất là rộng luôn, em thấy nó rộng. Đó.
cái khu vực ở dưới cầu thang này trần trần ha. Ở đây thì là cái khu vực nhà bếp nè anh chị. Em nghĩ là ở đây chắc là mình để cái bàn ăn dài đó anh chị. Đó. Nhìn đẹp quá ha anh chị. Oh wow. Ui, hay ha. Anh chị nhìn xem nè. Rất là thích. Em mở thử đây. Em con gái rất là thích cái khu này. Nhìn nó rất là đẹp. Nè, chưa có nước hả ta? Này có nước rồi nè anh chị. Ta chuẩn bị sẵn cho mình hết rồi. Anh chị về là mình vô rồi mình mua một số dụng cụ, mua đồ nội thất thôi. Trời ơi, cái em rất là thích cái khu vực nhà tắm luôn á anh chị. Anh chị nhìn nè, có cái bồn tắm sẵn luôn ha. Rồi có cái phòng tắm đứng nữa nè. Cái hệ thống máy nóng lạnh đồ người ta đã chuẩn bị cho mình hết. Đặc biệt cái là em rất là thích cái quai văn này nha anh chị. Nhìn nó mát mắt. Đó. Chủ nhà mà thiết kế cái căn nhà này chắc mạng thủy quá ha anh chị. Em thấy màu xanh rất là nhiều luôn á. Này. Trời. Cái học thôi em thấy nó cũng đẹp nữa. Ở dưới này thì ở ngoài sau nó có một cái thoáng, một cái cánh cửa này nè. Các em thấy là không khí nó lưu thông vô rất là mát. Đây anh chị nhìn xem xung quanh nè anh chị. Đây là cái ngoài sau nè. Một lát lên lầu á, cái em sẽ quay xuống cho anh chị xem ha. Này. Bây giờ mình ở đây còn một phòng nữa nè anh chị. Đây, cái phòng này ở dưới thì em nghĩ là mình có thể cho ba mẹ hoặc là bà mình ở dưới này khỏi lên lầu. Ở cái căn biệt thự này thì có 4 phòng ngủ nha anh chị. Thì ở dưới tầng trệt là có một phòng. Nè anh chị. Tầng trệt này có một phòng mà. Có một phòng. Này bây giờ em sẽ dẫn anh chị lên lên trên lầu nha. Thì ở đây á anh chị, cái khu vực này thì rất là đông rồi. Nếu mà anh chị mình đi tối mà mình đói á, mình đi bộ qua cửa hàng tiện lợi tầm chừng 200m thôi. Còn anh chị nào mà đi chợ hoặc là đi siêu thị đâu á là khoảng tầm 500 đến 800m nha anh chị. Này, ở khu vực này rất là rộng nè anh chị. Đó, anh chị nhìn xem. Này. Anh chị nhìn nè. Ở đây nói chung là cái khúc ở trên này là quảng trường nè, nó đang phát triển đó anh chị. Rồi ở đây là cái đường mà mình đi vô thành phố Mỹ Tho nè cô. Sắp tới là mở rồi. À. Đi đường Mỹ Tây nè. À vậy đó ha. Để bà con đồng á. À. Nè anh chị. Một lát em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Đó, đây là cái khu vực có mấy cái lan can đồ, không khí em nhìn thấy rất là thoáng. Tóc em bay bay nãy giờ luôn á. Ở trên đây thì có 3 phòng ngủ nha. Em sẽ vô cho anh chị xem. Này, người ta có gắn đi đường điện sẵn, máy lạnh sẵn cho mình nè. Anh chị mình vô là mình đặt thôi. Cái đèn nữa nè. Đó. Rất là cưng ha. Cái cửa sổ này. Mình ở bên này là có thêm 2 phòng ngủ nữa nè.
Mỗi phòng thì đều có cửa sổ hết. Này, nhìn rất là thoáng nha anh chị. Đây là cái nhà vệ sinh khúc trên nè. À, đi vô đây rồi cái mình quẹo qua bên này. À, anh chị nhìn xem. Để em mở định vị cho anh chị xem nha. À, ở ngoài sau mình còn một cái lan can nữa nè anh chị. Đó. Này, hồi nãy đất của mình là một cái mặt tiền quốc lộ 50 ha anh chị. Rồi mình có thêm một cái mặt tiền lộ nhựa nữa nè. Đó anh chị nhìn xem. Rồi ở bên này là mình còn một cái mặt tiền đường đan nhỏ nhỏ bên này nữa nha anh chị. Cái khu vực bên này là công ty. Bên kia là công ty rồi. Này. Em sẽ mở sổ cho anh chị xem nha. Đây cho em mở cái sổ rồi. Nè anh chị. Cái sổ này hình như là cái sổ nguyên miếng á anh chị nhìn xem nè, cái quốc lộ 1A nè. Mặt tiền là 14,5 m. Rồi nó dài xuống đất của mình thì có 3 mặt tiền á anh chị. Cái này anh chị về mình xem sổ rồi mình coi kỹ lại. Cho em mượn cái sổ ở dưới đây. Còn đây là cái sổ mà bên cái căn nhà đó anh chị có thổ cư cho mình luôn rồi nè. Anh chị thấy không? Ở đây là khu phố 3, phường 9, thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Đây. Thì để em mở định vị lên cho anh chị xem. Em xin nhắc lại nha, cái căn biệt thự của mình tổng diện tích đó là 410 m². Thì trong đó có căn nhà xây là có căn biệt thự xây là ngang 10. Dài khoảng 13 m. Cái căn biệt thự của mình là hướng Tây Nam nha anh chị nè, hướng Tây Nam. Bây giờ em xuống em kiếm chỗ em mở định vị cho anh chị xem nha. Đây. Làm cái này thiết kế nhìn nó theo kiểu mới anh chị, nó thoáng ha. Đây em mở định vị cho anh chị xem nè. Đây đây là cái vị trí mà em đang đứng. Ở đường quốc lộ 50 nè anh chị. Sao nó mờ mờ vậy ta? Đó anh chị thấy không? Đây là cái vị trí nút xanh xanh là cái vị trí mà em đang đứng nè anh chị. Đó. Đây đây là trung tâm của thành phố Mỹ Tho. Thì anh chị vô đây thì em nghĩ là anh chị khi mà anh chị mà vô tới trung tâm thành phố Mỹ Tho thì em nghĩ chắc khoảng tầm chừng một cây thôi, rất là gần. Siêu thị thì cũng xung quanh. Em sẽ mở cho anh chị xem là xung quanh mình có gần trường học không nha. Học thì cũng rất là nhiều luôn. Sao máy em nó bị mờ rồi. Đây. Nè. Đó anh chị nhìn xem xung quanh thì giờ trường học cũng rất là nhiều nha. Đó, rồi đây là cái vị trí em đang đứng nè. Anh chị phóng to lên thì mình vẫn thấy cái căn biệt thự của mình luôn đó anh chị. Đó. Đây, rồi một cụm công nghiệp ở đây luôn. Rất là đông nha anh chị. Đó. Anh chị nhìn xem. Thì ở đây là thành phố Mỹ Tho rồi. Thì từ ở đây mà anh chị về tới bến xe miền Tây là khoảng 65 cây số nha. Nè, chạy xe khoảng 1 tiếng 20 phút nha anh chị. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Nếu anh chị thích video này thì hãy cho em một like nha.
và nhớ nhấn đăng ký để đón xem những cái video khác. Em sẽ quay thật nhiều đất và thật nhiều căn nhà cho anh chị xem. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Rồi đất thì nhà thì cũng có sổ sẵn luôn. Anh chị nào mà mình quan tâm thì alo rồi em dẫn anh chị về xem. Nhà của chủ thì cũng sát bên luôn nha anh chị. Đó. Giá là 12 tỷ nha. Ủa em nói giá với anh chị chưa ta? Thật em quên luôn á, em nói chị rồi em quên, em quay video mà em quên luôn á. Cái căn biệt thự của mình là giá là 12 tỷ nha anh chị. Anh chị nào mua thì mình về mình gặp chủ rồi mình thương lượng giá cả với người ta, rồi anh chị đặt cọc rồi mình hẹn ngày ra công chứng thôi. Em xin chào anh chị nha. Bye bye anh chị.